Sau hơn một tháng xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp mức án chung, bà Lan chịu án tử hình. Trong vụ án này, vấn đề tài chính thuộc về trách nhiệm dân sự của các bị cáo. Cụ thể, về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, xử lý tài sản kê biên phong tỏa trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay còn dư nợ tại SCB, khấu trừ đi số tiền các bị cáo đã nộp lại, buộc bị cáo bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo thi hành án cho Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan, công ty của Cường Đô La, công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là hơn 2.800 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục kê biên 16 bất động sản với tổng diện tích khoảng 1 hectare tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, giao Bộ Công an tiếp tục điều tra để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án. Quá trình điều tra vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra xác định số tiền 2.288 tỷ đồng Sunny Island thanh toán cho Quốc Cường Gia Lai là tiền của bà Lan, nên thu giữ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến hợp tác của các bên. Do đó, tòa đã giải quyết quan hệ tranh chấp của các bên để khắc phục hậu quả của bà Lan trong toàn bộ vụ án. Quyền lợi của các khách hàng tại SCB liên quan đến việc gửi tiền tiết kiệm, sau đó bị chuyển đổi thành trái phiếu, sẽ được xem xét trong giai đoạn 2 của vụ án, khi xét xử bà Lan và đồng phạm về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Theo hội đồng xét xử, tài sản thu hồi được trong vụ án của bà Lan sẽ được ưu tiên thi hành án cho người mua trái phiếu. Giai đoạn 2 của vụ án, số tiền hơn 2.880 tỷ đồng và 16 bất động sản bị kê biên trong vụ án này liên quan trực tiếp đến dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển thuộc địa phận xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này có quy mô gần 92 ha do Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư. Theo tìm hiểu, tháng 3 năm 2017, dù chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, nhưng Quốc Cường Gia Lai đã ký hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án với công ty cổ phần đầu tư Sunny Island, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát. Giá trị chuyển nhượng dự án là 4.800 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, chậm nhất là vào ngày 10 tháng 9 năm 2017, Sunny Island phải thanh toán toàn bộ số tiền này cho Quốc Cường Gia Lai. Đổi lại, Sunny Island giữ các giấy tờ đất đai, tổng diện tích 65 ha của dự án mà chủ đầu tư đã đền bù xong. Khi đến hạn, Sunny Island đã trả cho Quốc Cường Gia Lai 2.882 tỷ đồng. Cho rằng Sunny Island vi phạm nghĩa vụ thanh toán, tháng 3 năm 2018, Quốc Cường Gia Lai thông báo chấm dứt hợp đồng, đề nghị giao trả hồ sơ đất đai nhưng không được phía Sunny Island đáp ứng. Tháng 12 năm 2020, Quốc Cường Gia Lai đã khởi kiện công ty này ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, VIAC. Khi Quốc Cường Gia Lai đang chờ VIAC phân xử, thì Sunny Island lại gửi đơn tố cáo đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc Quốc Cường Gia Lai bán dự án khi chưa hoàn tất đền bù. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết yêu cầu của Sunny Island, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Công an cho biết, toàn bộ hồ sơ đền bù 65 ha của dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển là tài liệu chứng cứ của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Việc phải hoàn trả hơn 2.800 tỷ đồng sẽ tương đương khoảng 28% tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai. Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Quốc Cường Gia Lai, khoản phải trả Sunny Island số tiền 2.882,8 tỷ đồng đang được hạch toán trong mục phải trả ngắn hạn khác. Thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt gần 9.600 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tồn kho với số dư cuối kỳ hơn 7.000 tỷ đồng, chiếm gần 75%. Đáng chú ý, doanh nghiệp này chỉ còn vỏn vẹn 28 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai còn vay nợ tài chính đến hơn 4.500 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng nguồn vốn, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Về tình hình kinh doanh năm 2023, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận 432 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 3,2 tỷ đồng, tương đương 1/10 kết quả đạt được của năm trước. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2023 âm gần 33 tỷ đồng, trong khi năm 2022 cũng âm hơn 121 tỷ đồng. Mặc dù đón tin bất lợi, nhưng mã cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai vẫn tăng kịch trần vào phiên chốt tuần ngày 12 tháng 4 vừa qua, lên mức 14.400 đồng một cổ phiếu, cao nhất trong vòng 7 tháng kể từ giữa tháng 9 năm 2023. Chỉ tính riêng trong 2 tháng trở lại đây, cổ phiếu này đã tăng hơn 70% thị giá. Vốn hóa thị trường cũng theo đó leo lên mức xấp xỉ 4.000 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mức án tử hình về các tội vi phạm quy định về cho vay,
trong hoạt động các tổ chức tín dụng, đưa hối lộ và tham ô tài sản. Những bị cáo còn lại trong vụ án bị tòa phạt mức án từ 3 năm tù treo tới tù chung thân về một trong các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bên cạnh bản án dành cho các bị cáo, tòa cũng buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tức ngày khởi tố vụ án, tương đương với số tiền là 673.849 tỷ đồng. Tòa cũng quyết định tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ tương ứng. Ngoài ra, tòa tuyên tiếp tục kê biên hàng loạt các tài sản có liên quan tới vụ án, cũng như kiến nghị làm rõ nhiều nội dung khác. Bên cạnh các khoản kê biên được tòa tuyên, bản án sơ thẩm tuyên buộc các bị cáo mỗi người phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu gần 674 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm, mức phí cao nhất trong số các bị cáo trong vụ việc. Các bị cáo Nguyễn Cao Chí, Dương Tấn Trước, Nguyễn Thanh Tùng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định. Đây được xem là vụ án có số án phí khủng nhất trong lịch sử tố tụng nước ta, khi một bị cáo phải nộp 674 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm. Vậy pháp luật quy định về vấn đề này ra sao? Và tại sao bà Lan phải có nghĩa vụ đối với khoản tiền trên? Theo quy định pháp luật hiện hành, án phí là số tiền mà đương sự phải nộp khi tòa án đã giải quyết vụ án bằng bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật. Án phí được chia thành các loại bao gồm án phí hình sự, án phí dân sự, án phí hành chính. Ngoài ra, đối với án phí dân sự thì được chia thành án phí trong vụ án có giá ngạch và không có giá ngạch, cách xác định như sau. Vụ án dân sự không có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự không phải là một số tiền hoặc không thể xác định được giá trị bằng một số tiền cụ thể. Vụ án dân sự có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự là một số tiền hoặc là tài sản có thể xác định được bằng một số tiền cụ thể. Theo Điều 21 Nghị quyết số 326 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gọi tắt là Nghị quyết 326, án phí trong vụ án hình sự gồm án phí hình sự sơ thẩm, án phí hình sự phúc thẩm, án phí dân sự sơ thẩm đối với trường hợp tòa án giải quyết cả phần dân sự trong vụ án hình sự, bao gồm án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch và án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch, cùng án phí dân sự phúc thẩm đối với trường hợp có kháng cáo về phần dân sự trong vụ án hình sự. Trong vụ án này, ngoài việc giải quyết các vấn đề hình sự, hội đồng xét xử cũng giải quyết các vấn đề dân sự, nên bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Điều 22 Nghị quyết số 326 chỉ rõ bị cáo có nghĩa vụ nộp tiền án phí. Theo Điều 12 và Điều 13 của nghị quyết trên, bị cáo Trương Mỹ Lan không thuộc trường hợp được miễn giảm án phí dân sự sơ thẩm theo điểm E, mục 1.3, danh mục A, ban hành kèm theo nghị quyết số 326. Đối với những tranh chấp dân sự có số tiền trên 4 tỷ đồng, thì công thức tính sẽ bằng 112 triệu đồng cộng 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4 tỷ đồng. Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ bồi hoàn cho SCB số tiền hơn 673.849 tỷ đồng. Với công thức trên, phần án phí đối với bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát được tính như sau. 112 triệu cộng 0,1%, 673.849 tỷ đồng, trừ 4 tỷ đồng. Từ quy định trên, bị cáo Trương Mỹ Lan phải có nghĩa vụ nộp gần 674 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm. Chiều ngày 11 tháng 4, tuyên về vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan. Ngoài mức án cho 86 bị cáo, hội đồng xét xử cũng nêu 8 kiến nghị để cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình điều tra vụ án ở giai đoạn 2, cũng như kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể, hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 đô la Mỹ để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả, đồng thời làm rõ các sai phạm có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Về số tiền nêu trên, theo hồ sơ, đây là số tiền được tài xế của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chở từ SCB về tầng hầm B1, tòa nhà Siwood 127 Pasteur, quận 3, là tòa nhà Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, trong vụ án này, ba người đã qua đời là Nguyễn Phương Hồng, cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn,
Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội đồng Quản trị SCB và Nguyễn Ngọc Dương, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula. Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản của ba cá nhân này. Hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp và ban hành các quy định, hướng dẫn chi tiết các hoạt động hợp nhất, sáp nhập, tái cơ cấu, thanh tra và giám sát đối với các tổ chức tín dụng để khắc phục phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Kiến nghị chính phủ, các bộ ngành có liên quan có quy định kiểm soát việc thành lập, quản lý doanh nghiệp để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, nhưng vẫn khuyến khích, tạo động lực để phát triển kinh tế như chủ trương của chính phủ đề ra. Kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác kiểm toán. Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cũng đề nghị Cục C03 Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2, tiếp tục làm rõ vai trò trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại ngân hàng SCB. Các kiểm toán viên có liên quan, nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý theo đúng quy định. Kiến nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 đô la Mỹ để có cơ sở thu hồi, khắc phục hậu quả. Đồng thời làm rõ các sai phạm có liên quan nếu có để xử lý theo quy định của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có quy định chi tiết các điều kiện về tài sản đảm bảo tại tổ chức tín dụng để đảm bảo các khoản vay có khả năng thu hồi. Kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các phương án dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc các cá nhân tổ chức cho Trương Mỹ Lan sử dụng, hợp tác giao kết giao dịch để xác định đúng bản chất các giao dịch, nhằm xác định tài sản và hành vi sai phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan nếu có để có căn cứ xem xét thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn 2 theo quy định. Cuối cùng, Hội đồng xét xử đề nghị Cục C03 Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của 5 bị cáo truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan để có căn cứ xem xét giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.